Anh chứ cũng không có tính chuyện mà xa nữa, tại lúc đó cũng đang chia tay bạn gái. Bao lâu thì mới gặp nhau ngoài đời? Tầm khoảng tuần sau gì á. Cái cảm giác đầu tiên khi mà con gặp Vi thì sao? Thì thấy cái sống mũi cao quá, giả. Phát hiện liền luôn rồi sao? Dạ, thấy nhìn là biết. Rồi có hỏi thẳng luôn không? Dạ không, nghĩ cũng đậu nói chị làm sống mũi cao dữ trời. Tại lúc tại... nó mới làm nó chưa có. Tại cũng có nhiều người làm mà thấy cũng không có cao như vậy nữa. Làm quá lố luôn. Không? Quá lố. Thế còn Vi lần đầu tiên em gặp anh này ở ngoài đời thì sao? Thấy ngon thiệt không? Em thấy mắc cười. Ảnh ở trên hình đó thì nhìn có vẻ là chững chạc, mấy người mà Hồng Kông mà hay ngồi uống trà đạo rồi các kiểu. Nhưng mà cái lúc nói chuyện qua tin nhắn á thì thấy ảnh có vẻ cũng rất là hài hước, cũng vui. Thế là hẹn gặp thử coi sao. Mà cái lúc gặp nhau lần đầu tiên á, không có ý định gì hết, chỉ là ý định làm ăn thôi. Tại vì cái lý do ảnh hẹn em ra, ảnh hỏi em làm nghề gì. Lúc đó em kêu là em làm social selling. Anh hỏi là ủa cái đó là gì em? Thôi em ra em gặp mặt đi rồi mình nói cho rõ, chứ anh không hiểu cái đó là cái gì. Ổng nhắn tin cho mình, ổng hỏi là ủa em xinh như vậy rồi có bạn trai chưa? Chào hai em. Dạ em chào anh chị. Ồ thấy trên tay em cầm theo cái gì vậy? À, cái này cuốn bí kíp của em. Ồ để đi chút nữa mình bật mí nha. Dạ. Chắc là bí kíp luyện công hoặc là bí kíp coi như là giặt mặt gì đây nè. Bí kíp luyện chồng đúng không? Dạ. Rồi xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Chào chị Hương Vân, chào anh Quốc Thịnh. Em tên Nguyễn Chấn Tính. Nguyễn Chấn Tính luôn ha. Trắng. Trắng. Nguyễn Trắng. Chấn, chấn. Nguyễn Chấn Tính. Dạ vâng vâng. Chấn Thành với Chấn Tính. Đó, gom lại. Em nay bao nhiêu tuổi? Dạ em nay 34 tuổi. Em sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh ạ. Công việc hiện tại của Tính là gì? Dạ em bên nhóm nhảy à. Dancer. Dạ trước dancer giờ nghỉ à. Ủa nhưng mà bây giờ là em hoạt động ở đâu? Dạ em giờ quản lý nhóm nhảy luôn. Quản lý nhóm nhảy. Dạ. Giờ mình lên chức rồi ha. Dạ. Mời em. Dạ em tên là Hải Vi. Hải Vi. Dạ. Mẹ Hải Vi tên là gì? Dạ anh Cao. Tôi nghi rồi. Sao? Bạn Facebook của tôi đó. Mẹ của Vi là bạn Facebook của chị. Ủa gì hả? Ủa? Mà sao chị phát hiện vậy? Tại vì cái mặt giống. Giống hả? Ừ. Vi năm nay bao nhiêu tuổi, công việc như thế nào? Dạ em 27 tuổi. Trước đây thì em cũng là dancer, là diễn viên tự do. Bây giờ là diễn viên tự do đúng không? À, không, bây giờ thì em làm mẹ bỉm. Vậy hả? Là mới à? Mới à cưng? Dạ con được 8 tháng rồi. Chắc có lẽ là hai đứa là coi như là đi diễn gặp nhau rồi là quen nhau này. Dạ, quen không? Nhau trong hậu trường đúng không? Dạ không có gặp luôn à. Không biết nhau luôn. Thực ra là hai vợ chồng làm chung một ngành. Nhưng mà chưa bao giờ gặp nhau, chưa bao giờ biết nhau. Bạn bè chung thì lại rất là nhiều. Hỏi tới bạn chung thì ai cũng biết hết. Hay ho nhỉ. Rồi vậy cơ duyên nào các bạn gặp nhau? Người ta nói là đi comment dạo mà có chồng á. Nghĩa là nhiệt tình comment lắm đúng không? Hôm đó em vô tình lướt Facebook thì thấy là cái chị chơi chung với em á. Đợt đó thì em cùng một cái nhóm bạn là hay chơi bắn súng online á. Thì chị up hình với lại chồng em và ba người bạn nữa. Tự nhiên không biết tại sao cái em mới comment vào, em nói là anh áo đen ngồi phía sau nhìn có vẻ ngon nhỉ. Ngon miệng đó. Em đọc được comment đó đúng không? Dạ. Đọc cái câu đó làm sao thấy như tự ái ghê không? Như em trả lời là ngon thì ăn đi. Anh đoán được luôn á. Nhưng mà chắc chắn ta là comment em vậy thì em nói em trả lời làm sao? Thôi đừng em ăn có dám nữa. Không? Đừng ăn nữa. Anh là bông đã có chủ rồi. Ủa nhưng mà là chắc chắn là em phải coi cái hình nền thì em mới comment trả lời kiểu đó. Dạ em comment xong rồi em mới coi nha. Dạ thấy cô này sao? Cô Facebook thì thấy cũng bị ảo lắm. Dạ thấy Facebook thấy tùm lum tùm la thấy mà không biết đang làm gì mà ảo. Ảo lắm. Rồi mới thử coi hẹn gặp thử ngoài coi có ảo giống ảo như sao? Kiểu chụp hình đẹp lắm, thấy úp nhiều lắm. Rồi cái muốn họ gặp ở ngoài coi thử như thế nào coi có đẹp giống vậy không? Dạ, đúng không thử chứ cô không có tính chuyện mà xa nữa. Tại lúc đó cũng đang chia tay bạn gái. Bao lâu thì mới gặp nhau ngoài đời? Tầm khoảng tuần sau gì á. Cái cảm giác đầu tiên khi mà con gặp Vi thì sao? Thì thấy cái sống mũi cao quá, giả. Phát hiện liền luôn rồi sao? Dạ thấy nhìn là biết. Rồi có hỏi thẳng luôn không? Dạ không, nghĩ cũng đậu nói chị làm sống mũi cao dữ trời. Tại lúc nó mới làm nó chưa có. Tại cũng có nhiều người làm mà thấy cũng không có cao như vậy nữa. Làm quá lố luôn. Quá lố. Thế còn Vi lần đầu tiên em gặp anh này ở ngoài đời thì sao? Thấy ngon thiệt không? Em thấy mắc cười. Ảnh ở trên hình đó thì nhìn có vẻ là chững chạc, mấy người mà Hồng Kông mà hay ngồi uống trà đạo rồi các kiểu. Nhưng mà cái lúc nói chuyện qua tin nhắn á thì thấy ảnh có vẻ cũng rất là hài hước, cũng vui. Thế là hẹn gặp thử coi sao. Mà cái lúc gặp nhau lần đầu tiên á, không có ý định gì hết, chỉ là ý định làm ăn thôi. Tại vì cái lý do ảnh hẹn em ra, ảnh hỏi em làm nghề gì. Lúc đó em kêu là em làm
social selling. Anh hỏi là ủa cái đó là gì em, thôi em ra em gặp mặt đi rồi mình nói cho rõ, chứ anh không hiểu cái đó là cái gì. Ổng nhắn tin cho mình, ổng hỏi là ủa em xinh như vậy rồi có bạn trai chưa? Em cũng nói là em chưa có. Anh cũng chưa có bạn gái nè, không mấy mình hẹn hò nhau đi. Thêm một cái nữa là đây là cái người đàn ông đầu tiên mà nhắn tin với gái mà đi ngủ trước. Đó là mới có 10 giờ rưỡi thôi mà đang nhắn tin, hai đứa đang tâm sự tới cái đoạn cao trào của câu chuyện luôn. Thôi anh buồn ngủ, anh đi ngủ trước nha, lát em ngủ ngon. Em bị chưng hửng luôn á. Giai đoạn đó là con cũng mới chia tay bạn trai, trùng với cái khoảng thời gian mà anh chia tay bạn cũ. Mẹ có nói là sao tôi thấy từ trước tới giờ mày không có quen thằng nào ra hồn hết á. Mẹ mới đưa cho cái cuốn sách là nói về luật hấp dẫn á. Thì mẹ kêu là đọc cái cuốn này đi, rồi mày coi coi là mẫu người lý tưởng của mày sao đó, mày sử dụng y như vậy cho tao coi 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 kết quả làm sao. Kết quả là nó đúng, là nó xảy ra đúng thiệt. Từ cái gu ăn mặc, từ cái ngoại hình. Tức là con can vô bạn này là đúng vậy luôn. Dạ đúng rồi. Là trước đó, trước khi gặp anh này là con đã làm một cái bản ước mơ kiểu vậy. Thì hoàn cảnh gia đình luôn, nói chung là có nhiều cái nó trùng hợp. Dạ, cái cuốn đó là cuốn gì hay quá vậy? Thôi em đừng, em hết cửa. Em không có xài được. Để giới thiệu cho các bạn. Khi mà em gặp bạn này á, thì em có thấy bạn này có giống như là cái gu của em không? Dạ không. Trả lời thẳng thừng luôn. Rồi bây giờ hỏi thẳng luôn, cái gu của em đó là gu gì? Gu em là cao, không có sữa gì hết á. Mà gặp cái sữa hình như lúc đó độn cằm hay gì á. Không có. Sữa mũi. Rồi mà bị lùn nữa. Cái nhỏ cũng cao mà, con cao nhiêu vậy? Dạ 1m58 ạ. Thấy không giống như trung hình rồi. Cho nên bởi vì mới ngồi im giống như uống trà đạo vậy hả? Dạ lúc đó uống trà đạo, hôm bữa đầu tiên gặp uống trà đạo. Trà đạo luôn. Em có về em kể cho mẹ nghe là em áp dụng cái cuốn luật hấp dẫn đó, có kể về chàng trai này nhiều không? Thì không có kể về nhiều. Mẹ có gửi cho em một cái clip nhóm anh này thi ở bên Trung Quốc. Mẹ kêu là trời sao cái nhóm này nó nhảy đẹp quá, tạo hình bông sen đồ các kiểu bằng đèn led á, sao mà đẹp quá. Rồi cái thằng mặc áo đỏ, cái thằng đó đẹp trai quá ha. Cái thằng mặc áo đỏ là anh này. Vậy là cô có coi cái nhóm của con đó? Là cái nhóm đèn led mà múa mà cái nhóm mà thi cái chương trình gì của Trung Quốc, thì chương trình rồi, cũng lớn lắm á, có talent á, có diễn cái bài đi cấy đi gì đúng không? Dạ. Rồi các em là quen nhau bao lâu thì mới chính thức ở chung với nhau? Tụi em chính thức quen nhau là sau 3 ngày. Cái 3 ngày mà tụi em quyết định quen nhau á là 3 ngày đó tụi em đi cà phê với nhau sáng đêm luôn. Cái tới ngày cuối cùng á, sáng 8:30 là em đi quay phim, thì ngồi cà phê tới 8 giờ anh này chở em đi quay luôn. Thì sáng đêm luôn thôi. Bữa đó lên phim trường ngủ như con gà mờ. Tối hôm đó ảnh kêu là thôi em đừng có về nhà, tại vì nhà em của anh bên quận 7 nó hơi xa. Nhà anh ngay Thành Thái thì nó gần. Thôi em đừng về nữa, qua bên anh ngủ đi. Em cũng lưỡng lự, ảnh kêu là yên tâm đi, anh không có làm gì đâu. Anh chỉ ôm ngủ thôi, để coi coi ổng sao. Coi ổng có uy tín không. Có uy tín không? Có uy tín. Đó, nói được làm được đó. Có hung cái không? Không luôn. Tụ hôn đầu tiên của các em là có phải trong 3 ngày không? Dạ không, 1 tuần sau. Sau cái 1 tuần đó là tụi em dự định là đi du lịch chung với nhau. Ảnh hôn xong rồi ảnh mới nói là anh định là đợi cái nụ hôn này để tới lúc mà đi Đà Lạt á, nó có khung cảnh rồi các kiểu, trao nhau nụ hôn đầu tiên cho nó lãng mạn. Nhưng mà bây giờ không chịu nổi. Rồi tụi em lấy nhau là bây giờ được 2 năm. Dạ. Đúng không? Bây giờ chúng ta đến với cái phần gọi là vạch mặt nhau. Cho em kể trước đó. Cô ấy có nhiều tật xấu không? Có nhiều tật xấu không nè? Nhiều lắm cô. Giờ xuống chung mới biết là nấu cơm nấu nước cũng không có nấu. Dân tiệm mà. Cô không biết nấu ăn gì hết? Dạ biết mà ít nấu lắm. Mỹ nhà cửa nó không dọn dẹp bà. Bề bộn. Dạ. Không nấu ăn. Dạ. Lúc mà trước quen á thì chia sẻ nhiều lắm. Sao quen rồi chia sẻ không? Không vô. Là người nào chia sẻ? Là hai. Cả hai luôn, hai nói chuyện nhau vô. Không vô luôn. Không vô giống như mình bị dụ vậy. Vô duyên. Trời vô duyên ghê. Chứ nữa. Em đi diễn gì nhiều á, rồi cổ có ghen không? Dạ hình như hai chồng không có biết ghen. Chưa tới giai đoạn đó hay sao mà. Chứ thay vì cũng ở nhà không mà, em cũng không có gì để ghen. Em cũng đi làm, đâu đi làm, giờ làm kiếm tiền không mà. Vi không ghen luôn? Dạ không, tại vì em biết được cái giá trị của anh này như thế nào, mình đặt niềm tin được. Hiện tại là hai vợ chồng em đều ở thành phố Hồ Chí Minh hả? Hiện tại thì em vẫn đi lên đi xuống giữa Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh. Ủa? Tại vì con thì để ở dưới Cần Thơ cho mấy bà trong. Ở trên đây thì chỉ có hai vợ chồng thôi mà anh đi suốt, anh đi làm, nói chung là anh bận bịu lắm.
Mà một mình em thì quay với con á thì sẽ không có chu toàn được hết mọi thứ á. Mẹ với dì kêu là thôi về dưới đi, có gì mẹ với dì phụ. Mẹ con lại dưới Cần Thơ hả? Dạ. Trời ơi, bạn bè Facebook nhau tôi cứ nghĩ bà đâu ở vòng vòng Sài Gòn, tôi đâu nghĩ bà dưới Cần Thơ đâu trời. Không xác định được địa lý. Không xác định được luôn á. Ồ vậy rồi. Hả? Bây giờ nè, anh đang rất tò mò muốn biết cái bí kíp đó là cái bí kíp gì và ở trong đó nó có cái gì nè. Trước khi em nói về tật xấu của ảnh. Đây cũng không phải là bí kíp gì dữ dội, nó chỉ là một cái cuốn sổ để lưu trữ lại những cái khoảnh khắc mà bản thân em thôi, chứ không phải tụi em nha. Bản thân em cảm thấy những cái này là những cái nó chân quý. Từng cái tin nhắn lần đầu tiên ảnh nhắn cho em mà những cái tin nhắn mà nó có ý nghĩa, gọi là nó chạm tới cảm xúc của mình á, mình lưu lại. Cho anh mượn coi được không? Dạ được. Nó cũng hơi cổ rồi đó, cho nên là cẩn thận, nhẹ nhàng. Anh thấy em rất là xúc động nghe. Dạ. Cuốn này là nó cũng bắt đầu hình thành là cách đây cũng 2 năm à. Dạ. Xin phép được đọc mà cái dòng đầu tiên. Đố anh biết ... em đang nghĩ gì? Có thể hơi trẻ con nhưng đây là cách em cất giữ những kỷ niệm cho riêng hai đứa mình. Cùng em chơi nhé. Em sẽ viết trước rồi gửi lại anh để cả hai cùng vẽ tiếp cái kết của câu chuyện này nha. Mèo yêu quái. Ồ, quý lắm nghe em. Con phải in nó ra đúng không? Con dạ. In ra. Cái thời điểm con làm cái cuốn sổ này là hai đứa quen nhau kỷ niệm được 1 tháng. Thì là con phải ngồi con lục lại hết tin nhắn từ đầu để chụp lại những cái nào nó cảm thấy nó ok. Nhật ký tình yêu của hai đứa. Cái này mình làm thì giống như là để mình sau này một thời gian dài á, mình xem lại thì nó gọi là nó có được một cái nơi để lưu trữ lại những cái khoảnh khắc ban đầu. Thời gian sau này sẽ có nhiều cái mâu thuẫn xảy ra thì sẽ có những cái giai đoạn mà mình không còn cái cảm giác như lúc ban đầu nữa, thì đây sẽ là những cái thứ mà nó giúp mình nuôi lại cái cảm xúc đấy. Hay quá. Vợ con là một người nội tâm có những điều rất là sâu sắc. Có nhiều cái vợ con còn để trong lòng, vợ con chưa có nói cho con nghe. Đó là cái tình cảm mà vợ con dành cho con rất là nhiều. Ví dụ như là vợ con thương con 10, nhưng mà vợ con giấu ở trong lòng 4. Nhưng mà con phải hiểu là bạn là cái người mà nhìn những cái nó bao quát, cái chi tiết, những cái tiểu tiết, những cái lặt vặt là bạn không có để ý. Người vợ á, cảm thấy là con hơi bị vô tâm á. Trước khi con cũng vẫn nói, gặp anh này là con cũng xác định được là sắp tới mình sẽ phải sống như thế nào rồi. Ban đầu thì có những cái ý như là con thể hiện rất là nhiều. Có lẽ cái này là con cảm nhận thôi. Cái thời gian đầu á, ảnh hay nói là trời em bớt diễn đi. Có lẽ là do cái công việc trước đây á, thì nó có một cái định hình không tốt. Thì có lẽ là có những lúc mà mình thể hiện nó hơi quá. Cái cách thể hiện của mình á, nó cũng hơi nồng nhiệt quá. Thành ra người khác họ bị ngợp. Và với cái tiếp người mà thực tế như thế này nè, thì họ không tin cái điều đó. Cũng không phải là do con không nói, mà là do ông này ông bận lắm. Lúc đầu thì còn có nhiều thời gian để đi cà phê nói chuyện nhau. Sau dần dần thì không còn cái thời gian để nói chuyện nữa. Thì có những cái là nó qua rồi thì thôi. Vợ nó không có diễn đâu, thương con lắm á. Đúng á, hồi nãy bạn cô nói chuyện là cô thấy bạn rất, coi là vợ con rất là thương con. Bây giờ khui tật xấu ông đi. Đàn ông thì cũng có vài tật linh tinh thôi. Như là ví dụ như bề bộn, trước lúc mà mới quen không bề bộn lắm đâu, mà kiểu như quen một thời gian rồi á, chắc tại thấy con cũng bề bộn nên bề bộn theo. Bề bộn thôi hả? Dạ, với lại cái kiểu mà thấy nóng tính thôi. Có lãng mạn không? Không lãng mạn. Những cái ngày lễ á, không tặng quà nhưng mà sẽ rủ đi coi phim, rủ đi cà phê. Đó cũng là một cái gọi là cho cái có cái gì đó nó khác với ngày thường cũng được. Rủ đi cà phê cũng được, dạ. Rủ đi coi phim cũng được ha con ha. Không biết tặng quà gì luôn con. Tại vì tiền là vợ giữ à hay gì? Không. Dạ không, hai chồng độc lập, tiền ai lấy xài. À vậy đó hả? Vậy thì con phải tặng quà nha. Dạ rút kinh nghiệm. Ừ rút kinh nghiệm nha con. Ngày 14 tháng 2 năm vừa rồi á, là lúc đó là con đang mang bầu em bé. Sáng sớm đi xuống dưới nhà thấy anh này anh lụi cụi, anh làm hoa, làm bông rồi các kiểu. Cái nhà thì cầu thang xuống nó sẽ có cái vách tường che như thế nè. Mình đứng mình nhìn ra mình nói ủa ông này ông làm gì ta, lấy ông tặng hoa cho mình mà chắc không có đâu, tính ông này không bao giờ vậy. Cái mình ra mình hỏi ủa anh làm gì vậy? Làm bông tối diễn. Tối xong đã vậy còn đế thêm câu chứ không lẽ em nghĩ anh tặng em. Trời ơi. Không tặng qua tặng rồi. Ông tặng mất. Xong cái tối cái hai vợ chồng đi với nhau, đi chơi với nhau, cái nhìn thấy người ta bán hoa bên đường á, con không nhớ lúc đó con nói câu gì á, cái ổng mới nói là tính mua hoa tặng mà tại đi chung rồi tặng hoa không có gì bất ngờ nên phải mua. Không mà tại vì bạn nghĩ như vậy thì dạ. Bạn nói như vậy thằng nghĩ sao nó vậy à? Em mong muốn xã em thay đổi điều gì? Chỉ có một cái là cân bằng giữa cái việc mà công việc
với lại cái sức khỏe. Chồng em thì bị cái tật là tham công tiếc việc kinh khủng lắm, ảnh bỏ bê bản thân nhiều lắm. Cái thời gian mà em về quê chăm con thì ở trên này ổng coi như là ổng xả vàng luôn. Ăn uống thì ăn ở ngoài, con cũng sợ là không đủ chất cho nên là con mua thêm thực phẩm chức năng cho uống. Phải nhắn tin lên anh ơi uống thuốc chưa, nhắc vậy đó mà vẫn uống ngày không, cuối cùng là không uống luôn. Thì chỉ có là cân bằng lại, nghĩ tới cái sức khỏe và nghĩ tới bản thân mình nhiều hơn, bởi vì mình còn đi đường dài nữa. Còn tính chỉ muốn vợ con là công việc ở nhà sắp xếp cho nó gọn rồi cho nó sạch sẽ ngăn nắp thôi, với hai vợ chồng cố gắng sắp xếp làm chung công việc, san sẻ công việc với nhau là ổn. Giờ gì nè, đây là cái mong muốn của anh. Hôm nay nhân kỷ niệm đến với chương trình này, anh rất muốn nghe em nói một vài lời gì đó với vợ của mình. Cảm ơn em đến bên anh. Xin cho anh bé xô, anh yêu em. Lần đầu tiên luôn á. Đó, lần đầu tiên mừng không? Không, dạ, không đi. Không cái đi. Không ngồi bả cái đi. Cưng quá trời. Không ngồi đi. Chúc cho hai em nghe. Dạ. Sẽ luôn luôn yêu thương nhau. Cảm ơn hai em. Cảm ơn.